Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 79 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, có giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại phu trung niên bên cạnh Tiết trưởng lão đứng dậy, hướng tới hắn chắp tay cười khổ nói: "Sư đệ, vi huynh cho ngụy sư đệ mượn vu ảo này, cũng không biết hắn dùng đối phó với ngươi, còn xin sư đệ thứ tội cho." Tiết trưởng lão đứng dậy cười nói: "Diệp sư đệ, cấp cho Nhạc lão đệ chút mặt mũi đi, không cần phải hủy nguyên thần chi bảo của hắn." "Ồ, hóa ra là Nhạc sư huynh, nếu là bảo vật của Nhạc sư huynh, tiểu đệ cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt." Nhạc Thiên Lâm trong lòng vui vẻ, đang muốn tạ ơn hắn, chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong mắt Kim Tinh đồng tử bắn ra, chặt đứt năng cự kình nguyên thần. "Tuy nhiên, sư huynh đã cho Ngụy Hiên mượn bảo vật này đối phó với ta, ta làm sao có thể để cho nó lành lặn mà trở về được?" Diệp Húc xuất ra bàn tay lớn, đem phần sau của nguyên thần cự kình thu lại, phong ấn bên trong đỉnh, rồi cười nói: "Tiểu đệ lưu lại cho sư huynh một nửa." Nhạc Thiên Lâm sắc mặt khẽ biến, Tiết trưởng lão vội vàng kéo lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Nhạc sư đệ, đừng vội tức giận, tiểu tử này đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Ta nghe nói kiện bảo vật kia của hắn, ánh mắt bắn ra, ngay cả nguyên thần cũng dễ dàng bị chém giết kìa. Hắn lần này khống chế bảo vật đó, không có chém giết cự kình nguyên thần của ngươi, đã là quá may mắn rồi." Lỗ trưởng lão cười ha ha nói: "Tiểu tử này thực sự là nham hiểm, ngươi nếu muốn cãi cọ với hắn, chỉ sợ một nửa nguyên thần cũng không lưu lại cho ngươi đâu." Nhạc Thiên Lâm cười khổ, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Tiết Thế Huynh nhắc nhở, Diệp sư đệ này còn bà đó chứ, nguyên thần chi bảo của ta cứ như vậy biến thành không trọn vẹn rồi." "Tiểu tử này đã trưởng thành tới trình độ này rồi." Lúc bấy giờ, Triều Công Thiều cũng nhỏ giọng cười nói: "Thành tựu của hắn trong tương lai không thể hạn lượng, hơn phân nữa là cùng với Ứng Tông Đạo." Vì Thái Thượng trưởng lão kia nghe thấy hắn nói nhỏ, trong lòng nghiêm nghị, triệt hồi cấm chế quanh võ đàn, trầm giọng quát: "Diệp sư đệ, người đã thắng lợi, mời rời khỏi võ đàn." Diệp Phúc phi thân dựng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa võ đàn cực lớn này chậm rãi rớt xuống, dung nhập vào bên trong luân hồi thiên bàn, biến mất không thấy. "Mục sư thúc tổ, khoan đã nào." Đặng Nguyên Sắc đứng dậy, lạnh lùng, nước mắt nhìn Diệp Phúc một cái, điềm nhiên nói: "Sư thúc tổ, ta muốn cùng Diệp sư thúc quyết chiến một trận sinh tử." Trong trận chiến này, hắn thấy được tiềm lực của Diệp Phúc. Nếu cho thời gian, thực lực của Diệp Húc phân nửa là có thể đuổi kịp hắn, trở thành một trong những hậu tuyển tông chủ sau này. Bởi vậy, hắn tính toán thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đem kình địch tương lai mà gạt bỏ. "Đặng Nguyên Giác, ngươi và Diệp sư điệt có kiểu án hay sao?" Vị Thái Thượng trưởng lão kia hừ lại một tiếng, phất tay áo mà nói: "Võ đàn của Thánh Tông ta chính là nơi đệ tử giải quyết ân oán cá nhân, không phải nơi tranh khí phách với nhau, ngươi đừng có làm càn." Đặng Nguyên Giác sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói: "Mục sư thúc tổ, hắn hủy đi kiến mộc long trưng của ta." Vì Thái Thượng trưởng lão kia đã hoàn toàn đóng lại võ đàn, điểm nhiên nói: "Kiến mộc long trưng sao, thật là cái cớ rất lớn mà. Đặng Nguyên Giác, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, tông chủ còn chưa chết, thánh tông còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng đâu, ngươi đi xuống đi." Đặng Nguyên Giác oán hận nhìn Diệp Húc một cái, phẩy tay áo bỏ đi. "Ma tông tam kiệt sao, sau này chỉ sợ biến thành ma tông tứ kiệt rồi." Thạch Tinh Hải cười một tiếng, lôi tay Thạch Tinh Vân rời khỏi, chỉ thấy hắn một bước tới vạn trượng trên cao, đột nhiên hóa thành một biển tinh vực, rất nhiều ngôi sao dần dần trôi qua, biến mất không thấy đâu nữa. "Lão nương đã nói thế nào chứ?" Cung Ngọc Nương và Cổ Nguyệt Nhi, Khúc Phi Yên, mấy nữ nhân ngồi xuống cùng một chỗ, chém gió khắp nơi, cười khanh khách mà nói:
Lão nương từng nói, Ngụy Hiên ngay cả tư cách xách giày cho sư phụ ta cũng không xứng kìa, khẳng định là sẽ chết vô cùng thê thảm. Hiện giờ quả nhiên hắn vô cùng thê thảm mà. Sư thúc cũng thực là mạnh, đánh cho tâm can người ta loạn nhảy rồi. Cổ Nguyệt Nhi cũng lè lưỡi cười nói, chúng nữ trêu ghẹo lên tiếng. Nguyệt Nhi mê trai, nó không chừng tương lai lại là sư nương của Ngọc Nương ấy chứ. Diệp Phúc đi tới trước mặt của Vinh Lâm, đặt mông ngồi trên khung trung, thở dài một hơi. Vinh Lâm lo âu nói, sư thúc bị thương nặng lắm hay sao? Sao, ngươi đã nhìn ra sao? Diệp Phúc cười khổ hỏi, ngươi dùng nhiều vu báo, mô thai, nguyên thần, đồng thời thêm cả thân thể, cưỡng ép đưa thân thể của mình tăng lên cường độ của nguyên thần chi báo. Cho dù ta không có nhìn ra cái gì, cũng biết là làm như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Vinh Lâm thản nhiên nói, thân thể của ngươi còn không có tu luyện tới trình độ đủ để cất chứa lực lượng khổng lồ như vậy. Cưỡng ép thúc giục lực lượng khổng lồ như vậy, hơn nữa còn tấn công Bắc Lãng Thiên Trùy và nguyên thần của Ngụy Sư Thúc, làm sao mà không bị thương cho được. Xoẹt một tiếng, làn da của Diệp Phúc vỡ ra một vết thương thật nhỏ, máu tươi chảy ra ngoài miệng vết thương, nhưng không thể thoát ra ngoài được vì đã bị chân nguyên của hắn áp chế bên trong cơ thể. Pang pang pang, thanh âm khung xương của Diệp Phúc bạo vỡ, dày đặc vô cùng. Vinh Lâm nghe thấy thế, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bắt lấy tay của hắn, đưa vào một đạo chân nguyên kiểm tra. Hắn không khỏi biến sắc mặt, hắn phát hiện ra gần như tất cả xương cốt bên trong cơ thể Diệp Phúc đều xuất hiện vết rách, rậm rạp, giống như mạng nhện vậy. Thậm chí ngay cả xương đầu của hắn cũng bắt đầu nứt nẻ. Da của hắn cũng bị chảy rộng những vết dạn, tuy nhiên, được chân nguyên chấn áp, thương thế này chưa bùng nổ ra. Vinh Lâm thậm chí còn hoài nghi, thân thể Diệp Phúc bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nếu đổi lại là người khác, thương thế này chỉ sợ thân thể đã sớm vỡ tan, nhưng hắn còn có thể kiên trì tới hiện tại. Trong võ đàn, Diệp Phúc phong mang cỡ nào, hành hạ chết đại vua tam thần cảnh như không có gì. Không ai nghĩ tới thương thế của hắn lại nặng đến như vậy. Thương thế nặng như vậy sao? Vinh Lâm trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, sư thúc, ta liều mạng tổn hao tu vi chữa thương cho ngươi, nhiều nhất là nửa tháng có thể chữa trị được hết thương thế của ngươi. Điểm thương thế này còn không làm gì được ta đâu. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, hạ giọng mà nói, nhiều nhất là ngày mai ta tự mình trị liệu khỏi hắn. Vinh Lâm huynh đừng có lo lắng cho ta. Một trận chiến với Ngụy Hiên này, Diệp Phúc đã làm cho tứ phương khiếp sợ. Hắn hoàn toàn đã trở thành một trong những nhân vật đỉnh cấp nhất trong rừng cường giả trẻ tuổi. Một vu sĩ tam thai cảnh bàn tay trần đánh chết một đại vu tam thần cảnh. Tin tức này khi truyền ra ngoài khiến cho thật nhiều chấn động. Không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi nghe được tin tức này đều đánh mất ý niệm đuổi giết Diệp Phúc trong đầu. Thực lực trước mắt của ta có thể chống lại được đại vu tam thần cảnh, tuy nhiên so với Vinh Lâm huynh, bậc nhân vật thiên tài này vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đồng dạng là tam thần cảnh, thực lực tu vi khả năng kém nhau tới ngàn dặm. Ví dụ như Thạch Tinh Hải, người này luyện là tiểu chu thiên tinh đấu nguyên thần, cũng sở hữu 72 đại nguyên thần. Ngụy Hiên ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả dám cũng không dám đánh kìa. Bên trong đại điện Quan Tinh Phong, Diệp Phúc ngồi khoanh chân. Hắn thật sâu cảm giác được tu vi của mình vẫn không hề đủ. Cho dù tên tuổi của hắn đã vang dội, nhưng so sánh với những nhân vật thiên tài cực cực khổ khổ tu tới tam thần cảnh giống như Vinh Lâm hay Thạch Tinh Hải thì vẫn có chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Hơn nữa, hắn có thể thắng được Ngụy Hiên vẫn là dựa vào trọng bảo Diêu La Thiên Địa Tháp và Kiều Đỉnh, mà nhân vật như Thạch Tinh Hải trên người trọng bảo tuyệt đối không ít hơn hắn, thậm chí còn nhiều hơn. Thậm chí ngay cả Đạo Nguyên Giác cũng có thể dễ dàng xuất ra một kiện kiến mộc long trương, có thể thấy được thân gia người này dày ra sao. Kiến mộc long trương có thể gia tăng cường độ nguyên thần của ta trên diện rộng. Nghe Vinh Lâm huynh nói, bảo vật này chỉ có được ở trong tương hoàng của mộ cuối đời thương. Xem ra có thời gian ta cũng phải đi thăm dò di tích này một chút. Tuy nhiên, chính yếu nhất hiện nay vẫn là luyện hóa nguyên thần của Ngụy Hiên kìa. Hắn tới khởi đại đỉnh, trong đỉnh truyền tới tiếng giống giận của Ngụy Hiên. Họ Diệp kia, bằng vào ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Ta sẽ chạm giết thần hồn của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngươi sẽ chỉ làm cho ta càng mạnh hơn thôi. Thật là thứ không biết sống chết mà. Diệp Phúc lắc đầu, hướng tới cô gái bên cạnh nói, Phượng cô nương, ngươi ra tay đi, gạt bỏ thần trí thần hồn của hắn. Bên trong phong chủ đại điện, Diệp Phúc nhìn Phượng Yên Nhu, chỉ thấy thiếu nữ yêu tộc này vẫn để chân trần, áo trắng phiêu động, giống như một vị tinh linh ở trong rừng rậm, bay trong quanh một cái đại đỉnh cao tới 6-7 trượng, nhanh nhẹn vô cùng.
nàng không ngừng đánh ra những đạo thủ ấn nhập vào bên trong đỉnh. Mỗi một đạo thủ ấn của nàng đánh ra liền có một loại phù văn kỳ lạ di động hiện lên không trung, tự động biến mất bên trong đại đỉnh. Những phù văn huyền diệu vô cùng, Diệp Phúc chỉ liếc mắt một cái là biết được những phù văn này ẩn chứa tin tức vô cùng khổng lồ, phức tạp. Nếu đổi lại là các vu sĩ khác, khả năng cả đời đều không thể hiểu được hàm nghĩa bên trong những phù văn này. Phượng cô nương, trình độ cấm chế của cô vượt qua thường nhân rồi, quả thực chính là thiên nhân rồi. Diệp Húc tán thưởng một phen, thầm nghĩ: nếu ta có một bút pháp thần kỳ, có thể vẽ ra được cái gì đẹp nhất thế gian này thì lúc đó ta sẽ liền vẽ ra nhất cử nhất động của Phượng cô nương. Tất nhiên, đó sẽ là một bức mạn diệu cung nữ đồ vô cùng xinh đẹp rồi. Qua không lâu, Phượng Yên Nhu mở ra Diệt Thần Đại Cấm Pháp. Lúc này, nàng khoanh chân ngồi xuống, phía sau hiện lên một quả thuần dương nguyên thai. Bên trong nguyên thai có một trích quả phượng hoàng đang dương cánh bay lượn, tản mát ra yêu lực mênh mông, oanh nhập vào bên trong đại đỉnh. Một tiểu yêu nữ tam dương cánh mà muốn luyện hóa ta sao? Không có khả năng này. Ngụy Hiên vẫn trung khí 10 phần như trước, quát to ở trong đỉnh: sư huynh, lấy thực lực hiện giờ của ta, muốn gạt bỏ thần thức của đại vô thần tam thần cánh chỉ sợ mất thời gian mới có thể làm được. Nàng nhíu mày dịu dàng mà nói: ít nhất là cần phải 2-3 tháng kìa. Không sao, ta tìm người tới hỗ trợ cho nàng một phen. Diệp Phúc giơ tay chảo một cái, đem hùng bi, can sải dao và kim sắc ngân giác hai đồng tử này ra khỏi ngọc lâu. Chỉ thấy hắn ôm ra 4 tên mập mạp, hùng bi và can sải dao béo tròn trùng trục, kim sắc ngân sắc lại là 2 tiểu mập mạp. 4 tên này ăn nhiều linh đan rượu dược quá, làm cho dược tính tích tụ ở trong cơ thể thật lâu, không thể tiêu hóa được, hết thảy hóa thành béo phì như vậy. So sánh với Diệp Húc mỗi ngày cực cực khổ khổ nâng cao thực lực như đi giày trên băng mỏng, 4 tên này quả thực rất ăn nhàn, ngoại trừ gặm linh dược chính là gặm linh dược. Lão gia gọi chúng ta có gì chỉ bảo vậy? Hùng Bi gian nan lăn lộn một chút, vù vù thở hổn hển kêu lên: lão gia ta cho các ngươi một nhiệm vụ, luyện hóa mỡ phì trong bụng các ngươi. Diệp Húc sắc mặt không tốt, hừ lạnh mà nói: trong thời gian này các ngươi trợ giúp Phượng cô nương luyện hóa nguyên thần bên trong đại đỉnh, không được nhàn hạ. Nếu không, lão gia ta sẽ đem bọn ngươi luyện thành thú hóa đan hết kìa. 4 tên dùng mình một cái, cúm núm đặt mông ngồi dưới đất. Dưới sự chỉ điểm của Phượng Yên Nhu, thúc giục Diệt Thần Đại Cấm trong đỉnh, 4 tên này tu vi đều tăng tiến. Bọn họ không chỉ ăn đan dược mà Diệp Húc lưu lại, Hùng Bi bản thân cũng luyện chế ra được một đám linh đan, làm cho tu vi của bọn họ bạo tăng. Can Sải Dao và kim giác ngân giác bắt đầu tu luyện nguyên đan, nếu là nguyên đan tu thành sẽ hóa thành giao long, mà Hùng Bi thì đã tu thành nguyên đan cánh lớn hơn không biết bao nhiêu lần, tiếp rằng hắn béo tới mức đáng sợ, thể tích thân thể lại lớn kinh người, giống như một viên cầu tối đen như mực vậy, đôi cánh dài lại trở thành nhỏ bé đến đáng thương. Diệp Phúc đánh giá gia hỏa kia, đời này đừng mơ tưởng mà dựa vào cánh mà bay lên. Có đám người này trợ giúp chấn áp luyện hóa nguyên thần Ngụy Hiên, Diệp Phúc rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, thu hồi nguyên thần của mình. Hắn thầm nghĩ: gạt bỏ thần thức thần hồn nguyên thần Ngụy Hiên xong, ta có thể đưa hắn nhốt vào bên trong thần sát thứ nhất, hoàn toàn luyện hóa thần sát này. Sau này thúc giục thần quang trong mắt của thần sát thứ nhất, liền không cần phải hao phí tu vi của ta nữa rồi. Muốn thúc giục bao nhiêu, liền có thể thúc giục bấy nhiêu. Diệp Phúc đang định đứng dậy đi ra ngoài phong chủ đại điện, hướng tới vô hồn giới của vệ chân thái thượng trưởng lão. Tuy nhiên, một nguyên thần còn sao mới đủ, ta cần thêm càng nhiều nguyên thần hơn nữa, luyện chế thần sắt khác kìa. Hắn đi thẳng tới tầng thứ 4 vô hồn giới. Lúc trước ở trong này, hắn và Phượng Yên Nhu đã gặp được nguyên thần thứ 2 của thái thượng trưởng lão vệ chân, một đầu ác thú mặt người, móng hổ, răng trư. Kết quả hai người bị đầu ác thú này đánh cho trọng thương, đuổi khỏi vô hồn giới. Diệp Húc hiện ra bên trong tầng thứ 4 vô hồn giới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy linh mạch trong phiến không gian này đã không cánh mà bay, hẳn là bị đầu ác thú kia thu đi. Vệ chăn sư tôn, đi ra cho ta. Trên đỉnh đầu Diệp Húc xuất hiện một tòa bảo tháp, xoay tròn bay lên, càng lúc càng lớn, đột nhiên hướng xuống dưới mặt đất mà đập, chỉ thấy mặt đất rung động ầm ầm, một tòa núi lớn sập xuống. Một kích này của hắn gần như làm cho trời đất nứt nẻ, làm cho cả phiến vô hồn giới này như lật lên vậy. Là ai quấy rầy giấc ngủ say của ta vậy? Mặt đất vỡ ra, đầu ác thú kia từ trong lòng đất dâng lên, lúc lộ ra cái đầu, nhìn thấy Diệp Húc không khỏi giận tím mặt mà nói: tiểu tác trộm linh mạch của ta. Sư tôn, người đã chết rồi, nguyên thần thứ 2 lưu lại cũng vô dụng thôi,
vẫn là giao cho Đỗ Nhi kế thừa đi thôi. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp từ trên trời bay xuống, bao lại đầu ác thú thu vào trong tháp. Ầm vang một tiếng, bảo tháp kịch liệt rung động, đầu ác thú kia bị ép trong tháp liên tục không ngừng. Tòa bảo tháp này bị đánh cho nhảy dựng lên, nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Thực lực của nó còn thắng được Ngụy Hiên, mạnh mẽ tới đáng sợ. Diệp Húc há hốc mồm, đem Di La Thiên Địa Tháp nuốt vào trong bụng, thu vào trong đan điền của mình, lấy thân thể của mình trấn áp ác thú. Cho dù nó có thể phá được Di La Thiên Địa Tháp cũng không thể thoát được khống chế từ thân thể của hắn. Khốn kiếp, người thí sư sao? Đầu ác thú kia bị nhốt bên trong bảo tháp, nổi giận lôi đình, giận dữ hét lên: "Nếu ngươi là đồ nhi của ta, vì sao còn muốn mưu sát vi sư đây?" Diệp Húc bĩu môi cười nói: "Ngươi là nguyên thần thứ hai của sư tôn ta, cũng không phải là bản thể sư tôn. Ta mưu sát ngươi không coi là thí sư. Sư tôn, ngươi nói như vậy, ta ngược lại nghĩ tới thân thể lão nhân gia đã hóa thành yêu liên, có thể luyện thành thần sát thứ hai." Đầu ác thú kia ngẩn ngơ, tức giận chửi ầm lên, tiếng mắng chửi không dứt. Diệp Húc mắt tiếc tai ngơ, tiếp tục hướng tới tầng 5 của vô hồn giới mà đi. Lúc mới tiến vào bên trong, hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng truyền tới, vội vàng ngẩng đầu mà nhìn lại, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một kiện nguyên thần chi bảo đang trôi nổi. Đầu ác thú kia ngẩn ngơ, tức giận chửi ầm lên, tiếng mắng chửi không dứt. Diệp Húc mắt tiếc tai ngơ, tiếp tục hướng tới tầng 5 vô hồn giới mà đi. Lúc mới tiến vào bên trong, hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng truyền tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một kiện nguyên thần chi bảo đang trôi nổi. Những nguyên thần chi bảo này ước chừng có 7-8 kiện, mỗi một kiện bảo vật bên trong đều có một trích nguyên thần thượng cổ dị chủng yêu thú. Thúc dục vô bảo hướng tới đối phương oanh sát, đánh cho trời hôn đất hám, nhật nguyệt vô quang. Vệ Chân sư tôn thật sự là giàu có đến nứt đấu đổ vách mà. Thánh tông thái thượng trưởng lão của cải quả thực là tương đương với một tòa bảo khố, một tòa kho báu. Diệp Húc trong lòng mừng rỡ, thầm nhủ mà nói: "Nếu ta đem những vô bảo này thu hết vào trong túi, ta liền có thể đổi thành nguyên thần chi bảo được hết rồi." Hắn vừa mới xuất hiện, chỉ thấy những nguyên thần chi bảo này đột nhiên đình chỉ chém giết, nhất tề đánh thẳng tới hắn. Ầm vang một tiếng, tầng vô hồn giới này gần như bị 8 kiện nguyên thần chi bảo đè sụp. Diệp Húc cũng cảm giác được từng đợt hít thở không thông. 8 kiện nguyên thần chi bảo này chưa công kích tới đã khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Không xong rồi. Diệp Húc vội vàng phi thân lùi về phía sau. 8 kiện nguyên thần chi bảo ầm ầm nện vào cửa khẩu thông đạo. Chỉ thấy khi lãng nguyên vương phun ra từ trong thông đạo, làm cho từng đoạn thông đạo lần lượt bị mất đi. Sóng xung kích mênh mông đang đãng kích Diệp Húc bay lên trên, bắn ra đằng phía xa xa. Thực lực của hắn còn không có dũng mãnh như không nhìn tới công kích của nguyên thần chi bảo. Lúc này không có Di La Thiên Địa Tháp, Kiều Đỉnh và nguyên thần thêm vào, thực lực nhiều nhất có thể dẹp ngang cao thủ Dương Thần Kỳ tam thần cảnh. Vệ Chân sư tôn lưu lại vô bảo cũng dũng mãnh như vậy, không biết những vô hồn giới khác có bảo vật tốt hay không đây. Diệp Phúc lảo đảo rơi xuống đất, lúc này tiến vào vô hồn giới của một vị thái thượng trưởng lão khác. Một đường phá vỡ thông đạo, chỉ thấy những vô hồn giới này trống trơn, chỉ ngẫu nhiên lưu lại vài điều linh mạch bậc một và vô bảo, những bảo vật khác bị người ta đoạt đi hết thảy. Là cái tên khốn kiếp nào lại tuyệt đường như vậy đây? Diệp Húc tức giận bất bình. Mãi cho tới khi tới tầng thứ 8 của vô hồn giới này, chỉ thấy tầng thứ 8 cũng bị người cướp đoạt không còn. Trên vách núi chỉ còn lại lưu lại vài hàng chữ. Hàng chữ này có ghi: Điền Phong đã tới đây, Hoắc Sơn cũng đã tới đây, Kẻ Mặt Học Lương Ký cũng đã tới đây, Hai lão tổ tông các người cũng quá độc ác đi, ngay cả chút lông mao cũng không lưu lại. Diệp Húc nhìn tới dòng cuối cùng là bút tích của Vệ Chân lưu lại: Vệ Chân đã tới đây, các ngươi, cái đám sâu mọt của Quan Tinh Phong, tốt xấu gì cũng nên lưu lại cho hậu bối một chút đi chứ. Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì, thở dài, đưa một ngón tay chân nguyên lưu động nhẹ nhàng tung bay trên vách đá. Vài tòa vô hồn giới khác cũng không cần phải nhìn, khẳng định là bị nhiều thế hệ phong chủ Quan Tinh Phong cướp đoạt sạch sẽ rồi. Của cải của thái thượng trưởng lão qua nhiều thế hệ Quan Tinh Phong đều giấu ở trong vô hồn giới Vệ Chân sư tôn rồi. Đáng tiếc, thực lực của ta không thể chống lại bát đại nguyên thần chi bảo tấn công được. Diệp Húc đồng thời trấn áp hai đại nguyên thần cũng có cảm giác cố hết sức. Hiện giờ, hắn chỉ có 12 mô thai có thể vận dụng. Lúc này, trở về tinh chủ đại điện, tiến vào bên trong biển rộng.
chỉ thấy yêu liên do vệ chăn thân thể hóa thành đứng sừng sững bên trong biển rộng. Đóa yêu liên này so với núi còn lớn hơn, cao ngất trong mây, đẹp đẽ vô cùng. Vệ chăn tu luyện cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh, tu vi đã đạt tới đỉnh của cấm pháp không trọn vẹn này. Trước khi hắn chết, nguyên thần tan rã, dung nhập thiên địa, một thân tu vi hóa thành hư ảo, nhưng thân thể bảo lưu lại hóa thành yêu liên. Đây là thân thể của cường giả tam bất triệt cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Yêu liên tầng tầng lớp lớp, nhưng đóa hoa phải tới hàng triệu đóa. Ở giữa những đóa hoa còn có yêu hỏa âm u thiêu đốt, khiến cho cả tòa yêu liên sơn này thoạt nhìn như một tòa thần điện cung phụng thần tiên, đồ sộ vô cùng. Những đóa hoa sen này mỗi một phiến đều nặng đến ngàn cân, triệu đóa hoa sen cùng một chỗ, sức nặng giống như mênh mông biển rộng trước mắt vậy. Ta nếu đem yêu liên này luyện hóa thành thần sắc thứ hai, chính mình ngồi ngay ngắn trên yêu liên này. Diệp Phúc tưởng tượng một chút, không khỏi mỉm cười, mặt hắn mang vẻ từ bi, khống chế yêu liên. Trường hợp này to lớn như vậy, giống như thần minh, phong cách vô cùng. Đáng tiếc, trước mắt ta còn không thể di chuyển được đóa hoa sen này, càng miễn bàn tới chuyện luyện nó thành thần sắt thứ hai. Nếu ta có thể đem hai đại nguyên thần này hết thảy mà luyện thành, mới có đủ chân nguyên tiêu xài, tế luyện đóa yêu liên này được. Diệp Húc tưởng tượng một chút, không khỏi mỉm cười, mặt hắn mang vẻ từ bi, khống chế yêu liên. Trường hợp này to lớn như vậy, giống như thần minh, phong cách vô cùng. Đáng tiếc trước mắt của ta còn không thể di chuyển được của đóa hoa sen này, càng miễn bàn tới chuyện luyện nó thành thần sắt thứ hai. Nếu ta có thể đem hai đại nguyên thần này hết thể luyện thành, mới có đủ chân nguyên tiêu xài tế luyện đóa yêu liên này được. Thân thể cường giả tam bất triệt cảnh không phải là nhỏ, thân hình của bọn họ đã sớm thoát thai hắn cốt rồi. Thân thể mỗi một hạt nhỏ nhất đều ẩn chứa không biết bao nhiêu linh khí, chỉ phần phân lượng cơ thể liền hơn không biết bao nhiêu vu bảo của thế gian, so với Diệp Phúc còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Vu sĩ tu vi càng cao, thân thể càng hùng mạnh, bên trong thậm chí có mấy đại cấm bảo đều là thân thể thành bảo. Ví dụ như Thiên Nữ Cung Hy Hoàng thân thể, đó là yêu tộc đã luyện tới cảnh giới Vu Hoàng, lấy cấm pháp luyện đúng thân thể mình, luyện hóa thành bảo. Tiểu Quang Minh Thánh Địa đem sắc chất của Phật Đà luyện chế thành cấm bảo. Diệp Phúc nếu có thể đem yêu liên do thân thể vệ chăn hóa thành luyện thành thần sát thứ hai, hoàn toàn có thể nói, cho dù là thần quang thần sát thứ nhất, lợi khí như vậy, cũng đừng mơ tưởng mà đã thương được hắn. Đáng tiếc lấy tu vi trước mắt của hắn, còn không thể luyện hóa được yêu liên này. Tế! Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, tế khởi một con quái vật lớn. Đây là cực kình nguyên thần, chỉ có một nửa người dưới. Đây là đầu nguyên thần của Nhạc Thiên Lâm bên trong Bắc Lãng Thiên Trùy của Ngụy Hiên, bị Diệp Húc chặt đứt, chia năm với Nhạc Thiên Lâm. Diệp Húc lấy nửa người dưới này, ước chừng chiếm năm thành cự kình nguyên thần. Ta dùng 20 thành mảnh vỡ tu vi của nguyên thần Côn Minh Hạ Tùng Giang rồi lên tu thành mô thai bất phẩm. Hiện giờ cự kình nguyên thần ước chừng là có 5 thành, hẳn là có thể làm cho ta đột phá tu vi, đột nhiên tăng mạnh rồi. Lúc này hắn bắt đầu vận chuyển Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết, bắt đầu điên cuồng thúc dục chân nguyên luyện hóa cự kình nguyên thần, hóa thành tu vi mênh mông. Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh. Diệp Húc quát lớn một tiếng, vừa luyện hóa cực kình nguyên thuần, vừa vận chuyển Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh. Chỉ thấy phía sau lưng của hắn một gốc cây ngọc thụ hiện ra, đứng vững vàng trên mặt biển. Vô số cành lá vũ động, pang pang từng miếng mô thai, giống như từng vầng thái dương nhỏ đang đung đưa trên cây. Lại ầm vang một tiếng, bên trong tinh không vô hạn thái dương khí bị khí dẫn tới, hóa thành thái dương chân hỏa hừng hực, bị mô thai thúc dục, thế lửa càng ngày càng thêm kịch liệt. Thình thịch, từng quả mô thai hấp thu thái dương chân hỏa, đột nhiên bành trướng, hóa thành một vòng nắng gắt. Nó dựng thẳng phía sau Diệp Húc, phạm vi cả trăm mét, to lớn không gì sánh được. Thình thịch, 12 vòng mặt trời chói chang đưa nguyên thần của hắn, cây ngọc thụ kia bao phủ lại. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như mặt trời mọc lên trên biển vậy. Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh và Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải là cùng một mạch, nhưng có điều bất đồng. So với Di La Thiên Đế Nguyên Thần Chân Giải là càng thêm dũng mãnh. Loại phương pháp rèn luyện nguyên thần này so với Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải là càng thêm bá đạo, càng thêm cương mãnh. Lấy một thai, ảo thai hoặc là nguyên thai của vũ sĩ tới thúc dục thái dương chân hỏa, nâng cao nhiệt độ chân hỏa, rèn luyện nguyên thần. Mọi người đều biết thái dương chân hỏa nhiệt độ cao tới mức đáng sợ, mà sau khi bị chân nguyên của vũ sĩ thúc dục, nhiệt độ của nó rất cao, tu vi càng cao, chân hỏa uy lực càng mạnh. Vũ sĩ tam thai cảnh thúc dục thái dương chân hỏa,
thậm chí ngay cả thần Dương Chi Bảo cũng có thể hòa tan. Mà lúc này, Diệp Phúc lại lấy 12 mô thai hóa thành 12 vòng thái dương, nhiệt độ lại cao tới kinh người. Nếu đổi lại là vô sĩ khác, nguyên thần đã bị nướng chết rồi. Tu vi của hắn đột nhiên mạnh mẽ, một ngày một biến hóa. Sau mấy ngày, cự kính nguyên thần này liền bị hắn luyện hóa hơn phân nửa. Tu vi rõ ràng đột phá, đạt tới mô thai cửu phẩm đỉnh phong. 12 mô thai đã no đủ thành thục, có thể dưỡng dục nguyên thần bên trong. Mô thai của hắn càng ngày càng lớn, mà nguyên thần của hắn cũng không ngờ lại ngâm nước càng ngày càng nhỏ đi, chỉ có dài ngắn trăm trượng, nó dựng thẳng ở sau người của hắn, hơi hơi phiêu động. Nguyên bản ngọc thụ có thể treo đủ 12 vòng mặt trời chói chang, hiện giờ chỉ cần một vòng mặt trời đã có thể cất chứa những nguyên thần này rồi. Diệp Húc đình chỉ tu luyện, há mồm hút một cái, nuốt cực kình nguyên thần còn lại vào trong bụng, hắn thầm nghĩ. Ảo thai kỳ, cần phải có nguyên thần di chuyển tới bên trong mô thai, khiến cho nguyên thần cắm rễ bên trong mô thai, rồi lấy mô thai làm chất dinh dưỡng thần túy, thúc giục nguyên thần sinh trưởng. Lúc này, trên đường tu luyện của vô sĩ, tên là thần nguyên hợp nhất. Nguyên thần và chân nguyên hợp nhất là tới một cảnh giới quan trọng, nhưng nguyên thần là nguyên thần, mô thai là mô thai. Hai loại này không thể dung hợp, bởi vậy đi tới bước này, vô sĩ đều gặp phải đại nạn. Nếu có thể làm tới nguyên thần hợp nhất, vô sĩ thực lực và tu vi liền tăng vọt. Nếu không làm được chỉ sợ tu vi cả đời sẽ bị nhốt ở cảnh giới này. Cho dù là khổ tu 100 năm hay 1.000 năm đi chăng nữa, cũng không có chút tiến bộ nào cả. Diệp Phúc lúc này thúc giục nguyên thần hướng tới một quả mô thai to lớn chói chang bay đi. Xẹt một tiếng, mô thai bài xích nguyên thần của hắn ra ngoài, căn bản không cho nguyên thần tiến vào bên trong. Diệp Húc thử vài lần, không khỏi nhíu mày. Nguyên thần của hắn cũng đủ mạnh, mô thai cũng dung mãnh thái quá, hai cái tương xích, căn bản không có cơ hội mà tương dung. Ta không có sư phụ, phải đi được. Diệp Húc tới Khởi Ngọc Lâu, ra khỏi Quan Tinh Phong, đi tới chỗ của Vinh Lâm, tới Linh Phạm Phong, chỉ thấy tòa linh sơn này tùm tươi tốt, giống như một cái đầu hùng sư đang nằm nghiêng vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới Linh Phạm Phong này. Tòa linh sơn này là sau khi Vinh Lâm tu thành nguyên thần, Thánh Tông ban tặng cho hắn linh sơn. Trong Hoàng Tuyển Hoa Tông, chỉ cần tu luyện tới tam thần cảnh, liền có thể mở rộng sơn môn, thu nạp đệ tử. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới Linh Phạm Phong này. Tòa linh sơn này là sau khi Vinh Lâm tu thành nguyên thần, Thánh Tông ban tặng cho hắn linh sơn. Trong Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ cần tu luyện tới tam thần cảnh, liền có thể mở rộng sơn môn, thu nạp đệ tử. Người giống như Diệp Húc, vừa mới lúc vào sư môn thì sư phụ đã chết, khiến hắn thuận lợi kế thừa một tòa linh sơn. Đúng là ngoại tộc bên trong Ma Tông cũng gặp không nhiều. Diệp đại lão gia, Vinh lão gia nhà ta vài ngày trước đã đi rồi, không ở trong núi. Nghe nói phải đi tới di chỉ kinh đô cuối thể thương kìa. Một đồng tử thủ sơn nói với Diệp Húc. Sao? Di chỉ kinh đô cuối thể thương ư? Diệp Húc mang theo Ngọc Lâu nhẹ nhàng bay đi, rời khỏi Linh Phạm Phong. Bên trong di chỉ kinh đô cuối thể thương, không biết có sưu tầm tìm kiếm được nhiều kiến mộc long chương không đây? Trong thế giới vu hoang có rất nhiều di tích, vô cùng vô tận của cải. Cổ chi đại vu, cổ chi vu hoàng lưu lại thế giới này không biết bao nhiêu của cải. Có vài di tích cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ngay cả nhân vật như Ứng Tông Đạo cũng không dám đơn giản mà tiến vào. Di chỉ cuối thể thương, Thương Hoàng Cổ Mộ là một trong số đó. Bên trong phiến di tích kinh đô cuối thể thương này mai táng một số tượng cổ hoàng triều, trong đó bao gồm vô số, thậm chí còn có cả tấm cấm bảo trong truyền thuyết Thông Thiên Tháp tàn phiến. Tuy nhiên nơi đó đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất. Không biết có bao nhiêu cao thủ đi tới nơi này thám hiểm lịch lãm, bước vào bên trong di chỉ kinh đô cuối thể thương, liền không có còn sống mà trở về. Hết thảy đều biến thành di cốt bên trong di chỉ kinh đô cuối thể thương, mà vô bảo của bọn họ cũng thành vật vô chủ. Nghe nói, từng có vài tam bất triệt cảnh Thái Thượng Đạo Tông hợp lực xâm nhập vào phiến di tích này, kết quả hết thảy đều thắng tân ở trong đó, thi cốt vô tồn. Đây là cấm địa nguy hiểm nhất, Đặng Nguyên Giác có thể còn sống đi ra khỏi di tích cuối thể thương này, ngoại trừ hắn may mắn ra, còn có nguyên nhân khác nữa. Hắn căn bản không có xâm nhập sâu bên trong di chỉ cuối thể thương. Nếu là thâm nhập vào sâu bên trong, đừng nói là hắn, cho dù có là Ứng Tông Đạo cũng không dám nói có thể toàn thân mà trở ra. Ngoại trừ di chỉ kinh đô cuối thể thương, còn có Thiên Khương Lạc Nhật chi địa, nơi đó trình độ nguy hiểm không kém di chỉ kinh đô cuối thể thương. Nghe nói là thiên cung của một vị thiên đế từ trong hư không rơi xuống, nện xuống mặt đất tạo thành một đống hoang tàn.
Nơi đó tràn đầy cấm chế thần bí, từng bước một đều có sát khí. Đi nhầm một bước, tiến vào cấm chế của thiên cung là ở lại vĩnh viễn, cho dù có là đại vu cũng vậy. Bất kể là di chỉ kinh đô cuối thời thương hay thiên khư, đều không phải là nơi lịch lãm lý tưởng. Diệp Húc nếu không có tu vi bị nhốt, vừa vội cần kiến mộc long trương, lấy mộc tinh chi khí, loại bảo vật thuần túy này để đề thăng nguyên thần, thì cũng không nguyện ý muốn đi tới di chỉ kinh đô cuối thời thương. Địa phương nguy hiểm bậc này làm bản thân mình tiến vào trong hiểm địa. Hắn tới khởi cột buồm, chỉ thấy chân hắn dẫm lên cột buồm, buồm phiêu phiêu đăng đãng xông lên trời cao, hướng tới xa xa mà chạy. Một tòa núi lớn hùng vĩ đột ngột xuất hiện ở trong đám mây. Tòa linh sơn này rất cao, làm cho hơn phân nửa tòa linh sơn ở bên trong mây. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nắng khắt chiếu khắp tòa linh sơn kia, đắm chìm trong linh quang, kim quang vạn trượng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, có vẻ hầm hố vô cùng. Khí thế của nó còn hơn Quan Thanh Phong mấy phần. Nơi này chính là Quy Hóa Phong, nơi ở của Thái Thượng Trưởng Lão tên là Trần Phong. Hoàng Tuyền Ma Tông có nhiều linh sơn của Thái Thượng Trưởng Lão, những ngọn núi này là cao nhất, hùng vĩ nhất. Vù một tiếng, một con lôi thuyền từ thăng không bay lên Quy Hóa Phong, và không đánh úp lại, ầm ầm hướng tới phương xa mà đi. Trên lôi thuyền, Mộ Dung Thủy, Triệu Du, Triệu Hợi, đám người này đứng ở đầu thuyền, xa xa mà nhìn hắn, sắc mặt khẩn trương. Trên đầu thuyền còn có một người trung niên đang đứng, sắc mặt thản nhiên nhìn Diệp Húc ở phía xa, ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lùng, hừ một tiếng. Người này tên là Triệu La Hưu, là đệ tử quan môn của Thái Thượng Trưởng Lão Tần Phong. Mấy trăm năm trước, hắn bái nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng là người của Hoàng Thất Đại Tần. Tuy nhiên, bởi vì tư chất của hắn có hạn, tu vi kém xa những người khác, hiện giờ vẫn chỉ là vô sĩ hóa thần kỳ, còn chưa có luyện ra nguyên thần hoàn hảo. Diệp Húc sắc mặt đỏ lên, tay trái ôm lấy ngực, dùng sức ho khan, khóe miệng tràn ra một tia máu, cẩn thận nhìn đám người Triệu La Hưu một cái, lập tức hướng ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn mà bay đi. Diệp sư đệ, ngươi không sao đấy chứ? Triệu La Hưu ánh mắt chớp động, trong mắt đột nhiên tản ra hàn ý, lộ ra vẻ thân thiết, không chế lâu thuyền đuổi theo. Làm phiền Triệu sư huynh quan tâm, ta không có chuyện gì cả. Diệp Húc cười ha hả, khống chế thuyền buồm phiêu nhiên rời đi, rất nhanh liền biến mất. Triệu La Hưu ánh mắt lóe lên, dừng lại lâu thuyền, chỉ nghe thấy thanh âm ho khan của Diệp Húc từ xa truyền lại. Hắn không khỏi lộ ra một nụ cười mỉm, nhỏ giọng mà nói: Hắn ho ra máu sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Một trận chiến với Ngụy Hiên, hắn thắng nhìn như phong cách lạ. Hắn liên tiếp bị Diệp Húc làm nhục, mặt mũi mất hết. Lần trước ở Hải Ngoại Tinh Các, Thái Tử Sơ hai tôi tớ bị Diệp Húc đánh gãy hết tay chân gân cốt toàn thân, biến thành hai cục thịt nát. Việc này làm hại hắn khi đem hai tôi tớ tới bên người Thái Tử Sơ, làm cho Thái Tử Sơ giận dữ, trực tiếp giết chết hai người kia. Đối với hắn cũng không chút hòa nhã. Không được, Triệu La Hưu quả quyết nói. Diệp Thiếu Bảo là con trùng trăm chân, chết mà không cương. Người này tuy rằng bị thương nặng, nhưng cũng không phải chúng ta là người có thể gây rối được. Cho dù có là ta, đối phó với hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, còn phải đề phòng kim tinh khí của hắn ta kìa. Hắn trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Triệu Du, ngươi đi thông chi cho Thái Tử, bảo Thái Tử tự mình tới đi. Mộ Dung Thủy, ngươi đi mời các cao thủ ở trong nhà Mộ Dung. Về phần Triệu Hợi, ngươi cùng ta đi quảng thuyền khắp thiên hạ, nói Diệp Tiêu Bảo và Ngụy Hiên chiến một trận đã bị thương nặng, lúc này hắn đang rời núi đi chung quanh tìm linh dược trị thương kìa. Hắn hung tợn nói. Ta không tin tiểu tử này thân trọng thương còn có thể thoát được cao thủ thiên hạ đuổi giết như vậy. Mà cũng trong lúc này, tại đại đường Thiên Vương Phủ, tầng thứ 9 của 28 Chu Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, Lý Huyền Tố ngồi ngay ngắn ở trên một thông đạo dài vài dặm. Ở bên trong, lôi sắt dài hơn trăm dặm đau khổ chống cự lôi sắt xâm nhập dày vò. Thực lực của hắn rõ ràng hùng mạnh hơn trước rất nhiều, đã bước nhập vào tam dương cảnh thần dương kỳ. Qua hồi lâu, chỉ thấy đạo lôi sắt càng ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, đã bị thuần dương nguyên thai của hắn hấp thu hết thảy sát khí rồi. Vượt qua lôi sắt tỷ lệ, thực lực của hắn tiêu thăng bằng tốc độ vô cùng khủng bố. Một lão giả chậm rãi đi tới tầng thứ 9 vào tháp, khẩu môi khẽ nhúc nhích. Lý Huyền Tố lúc này mới dựng thân đứng dậy, bộ mặt lành lạnh, ánh mắt như điện nói. Diệp Húc, Diệp Thứ Bảo, bản thân bị trọng thương, chạy chung quanh tìm kiếm linh dược hay sao? Tốt, tốt. Diệp Thiếu Bảo, lần trước ngươi sỉ nhục ta, lúc này ta phải hoàn trả lại gấp bội. Hắn há mồm hút một cái, thần dung nguyên thai bị hắn hút một ngụm vào trong bụng, ngang nhiên đi ra ngoài Thiên Vương Phủ. Cùng lúc đấy,
Đại đường Thiên Sách Phủ cũng có không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi biết được tin tức này, tất cả đều dục dịch mà hành động. Cùng lúc đó, tại đại đường Thiên Sách Phủ cũng có không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi biết được tin tức này, tất cả dục dịch hành động. Đại đường Thái Tử Hy ngồi ngay ngắn phía trên hổ tọa, phía dưới đều là cường giả của Thiên Sách Phủ tập trung ở đây. Thái Tử Hy vuốt râu mỉm cười, hạ giọng nói: "Sau khi đánh bại Ngụy Hiên, bản thân bị trọng thương, tính toán đi tới Di Chỉ Kinh Đô cuối cùng thể thương, tìm kiếm linh dược để không chết sao? Người này thú vị đấy. Tuy nhiên, bất luận ngươi bị thương hay không, đầu của ngươi ta nhất định phải lấy. Chỉ có đạt được đầu của ngươi, ta mới có thể cưới được nữ nhân của yêu chủ, mới có thể củng cố được địa vị của ta." Đại Hán, Tây Thủy, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, một pho tượng đại Phật quanh thân tràn ngập Phật quang, hình thành ra một Phật quốc lưu linh sinh màu. Trên một ngón tay của đại Phật, một người trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, hướng tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thể thương nhẹ nhàng bay đi. "Diệp Thiếu Bảo, nếu không phải ngươi giết Úc Khánh Sơn, Úc Sư Đệ, ta làm sao có thể nhận được cú ma nguyên thần, trở thành thể chất đặc thù tuy không trọn vẹn được đây? Làm sao khiến cho tu vi của ta tiến triển thật nhanh đây? Ngươi là ân nhân của ta, vì báo đáp ngươi, ta sẽ tự mình đưa ngươi ra đi." Ở xa hơn, trong Thái Thượng Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, Thiên Đạo Tông, Thiên Nhân Tông, Vạn Kiếp Môn, Luyện Khí Tông hay Bổ Thiên Các, tất cả các cao thủ trẻ tuổi đều nhận được tin tức, tất cả đều nhích người hướng tới Di Chỉ cuối cùng thời thương mà đi. Phong vận động, can qua khởi, Diệp Phúc lần này rời núi, tất nhiên là một hồi tinh phong bạo vũ. Đại Hán, Lạc Vương Thành, Diệp Phúc liền rơi xuống, nghỉ tạm một lúc trong thành. Mấy ngày nay chạy đi, cho dù thân thể của hắn khỏe tới mức nào đi chăng nữa, cũng không thể chịu nổi. Trên đỉnh đầu của hắn là ba tầng Di La Thiên Địa Tháp, tháp bảo tướng trang nghiêm, ở trong quốc gia vu sĩ chính đạo, thoạt nhìn giống như một vu sĩ chính đạo độc nhất vô nhị vậy. "Này, nghe nói chưa?" Trên đường phố, vài tên vu sĩ chính đạo nghị luận, cười nói: "Hoàng Tuyển Ma Tông Diệp Húc, Diệp Lão Ma, sau khi giao thủ với Ngụy Hiên, tuy rằng đánh chết được Ngụy Hiên, nhưng bị Ngụy Hiên làm cho thương tổn tới thần hồn, trọng thương rồi. Lão ma đầu kia không biết tìm được tin tức ở đâu, tính toán tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương tìm linh đan rượu dược của Thương Hoàng trị liệu thương thế kìa." "Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương có linh đan của Thương Hoàng, chỉ có điều đây là truyền thuyết của khoa phụ tộc mà thôi. Linh đan rượu dược làm sao mà kiếm được dễ dàng như vậy đấy?" "Diệp lão ma giết người vô tính, lần này rút cuộc cũng phải quy thiên rồi. Nghe nói hắn rời núi, tin tức này không biết vì sao mà lọt ra ngoài, thiên hạ mỗi người đều nghe thấy. Hiện tại có không biết bao nhiêu người đang canh giữ trên đường đi tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thể thương, chỉ chờ hắn chui đầu vào lưới kìa." Một vu sĩ chính đạo cười lạnh mà nói: "Diệp lão ma nên ngoan ngoãn đứng ở Hoàng Tuyển Ma Tông thôi, nơi đó dù sao cũng là nơi ma đạo đại phái. Nếu dám can đảm tiến tới địa phận đại hán ta, hàng nghìn hàng vạn chính đạo vu sĩ, hắn khẳng định là sẽ chết vô cùng thê thảm." Cũng trong lúc đó, "Lạc Vương Thành chúng ta là nơi tất phải qua nếu như muốn tới đi Di Chỉ Kinh Đô cuối thể thương. Ngày hôm qua cư gia Cơ Vô Bệnh Cơ Công Tử đã tới nơi này rồi, hắn tuyên bố muốn lấy đầu của Diệp lão ma. Rồi thì Đại Chu Cơ gia vàng danh chính đạo vô hoàng thế gia, tổ tiên đã từng có vô hoàng, đã từng được thiên đế phụ trợ tiêu diệt đại thương, thành lập Đại Chu Hoàng Triều. Cơ Công Tử cũng lại là nhân vật nổi tiếng của Cơ gia kìa. Còn có Hiên Viên gia, Hiên Viên Quang Công Tử cũng tới nơi này. Hiên Viên gia cũng là thế gia cực kỳ xuất sắc, xuất hiện qua thiên đế. Thiên đế chi gia uy phong bực nào chứ? Tuy rằng Hiên Viên Quang mới xuất thế, phong mang chưa lộ, nhưng không thể khinh thường được. Ta còn nghe nói Âm Dương Tông Tô Mạch Phong Tô Công Tử cũng động tâm tư với hắn kìa." Diệp Húc nghe hết vào trong tai, trong lòng không khỏi nói thầm: hắn ở trước mặt mọi người Triệu La Hưu giả vờ bị thương, sau đó lại thả ra tin tức của mình, tuyên bố tính toán đã đi tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương tìm kiếm linh đan Thương Hoàng lưu lại. Hành động này của hắn tuy tính toán xử lý vài tên vu sĩ không biết điều, thu một chút tiền của Phi Nghĩa mà thôi, không ngờ lại tạo ra náo động lớn đến như vậy. Thậm chí gặp phải đại hán chính đạo thế gia, chính đạo đại phá cao thủ trẻ tuổi đuổi giết. Nếu chỉ có mấy người Triệu La Hưu biết tin tức này, khẳng định không thể nào gây ra động tĩnh náo động lớn đến như vậy được. Hơn phần nữa là có người âm thầm trợ giúp rồi. Hắn đi lại bên trong Lạc Vương Thành, tính toán tìm một tiểu điếm đặt chân, đột nhiên chỉ thấy phía trước hai vu sĩ chính đạo nghênh diện đi tới. Trong đó một người cao lớn uy mãnh, cực kỳ hùng tráng,
người còn lại tướng mạo đường đường, ngũ quan đoan chính, chính khí nghiêm nghị. Hai người tự mình tế bảo tháp trên đỉnh đầu, sáng mở lưu chuyển. Là ngươi? Diệp Phúc và tên vũ sĩ vẻ mặt chính khí đường đường kia đối mặt, hai người đều nao nao, thất thanh mà nói. Tên vũ sĩ cao lớn uy mãnh hiếu kỳ nói: Diệp Tần huynh, ngươi nhận thức vị huynh đài này sao? Hắn cao thấp đánh giá Diệp Phúc, chắp tay nói: Tại hạ Hiên Viên Quang, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Diệp Tần huynh sao? Diệp Phúc ánh mắt rất không tốt, nhìn chằm chằm vào Tống Cao Đức. Hắn ngoài cười trong không cười nói với Hiên Viên Quang: Tại hạ Thanh Thành phái Tống Cao Đức, sư huynh theo Cao Nguyệt thiền sư ra mắt Hiên Viên huynh. Hiên Viên Quang có vẻ mặt cực kỳ trung hậu, hắn cười ha hả nói: Hóa ra các ngươi là sư huynh đệ đồng môn, cùng một sư phụ, khó trách lại quen nhau. Tống huynh cũng là nghe nói Diệp thiếu bảo, Diệp lão ma đi qua nơi này, mới tính toán tới lấy đầu hắn phải không? Tống Cao Đức về mặt xấu hổ, vội vàng tiếp nhận cười nói: Sư huynh đệ chúng ta chính là song kiệt môn hạ của Cao Nguyệt thiền sư, xuống núi lịch lãm, tích lũy thiện công, cơ duyên xảo hợp mà đi vào Lạc Vương thành. Ngược lại cũng không phải là vì Diệp lão ma mà tới. Tuy nhiên, nếu đã tới nơi này rồi, đương nhiên cũng phải kiến thức một chút xem ác danh của ma đầu này. Hắn hiên ngang lẫm liệt, một thân chính khí hạo nhiên, cười vang lên: Diệp lão ma, xưng hùng thập vạn đại sơn, cho dù huynh đệ chúng ta liều mạng, cũng muốn hắn lưu lại, miễn cho mất đi uy danh chính đạo chúng ta. Hiên Viên Quang kính nể hẳn lên, tán thưởng mà nói: Diệp huynh không ngờ lại có hào khí như vậy, khiến cho người ta khâm phục không ngừng. Ta cũng vậy, đi ngang qua nơi này thôi, trùng hợp gặp được hai vị. Nghe nói Diệp lão ma lúc này ở đây, phải gặp một lần phong thái của ma đạo cao thủ này mới được. Hắn thẹn thùng nhỏ giọng nói: Hai vị huynh đệ đừng có chế cười, tiểu đệ là lần đầu đi ra khỏi nhà, bề trên trong nhà thường thường nói bên ngoài lòng người hiểm ác, cũng may gặp được hai vị huynh trưởng, bằng không tiểu đệ sợ rằng bị người lừa bán mất rồi, chỉ sợ còn muốn thay người khác kiếm tiền đấy chứ. Diệp Phúc và Tống Cao Đức lướt nhau cười ha hả nói: Hiền viên huynh khách khí rồi, huynh đệ hai người chúng ta rất có hư danh ở trong Thục Sơn này, có câu nhiệt tình vì lợi ích chung là Tống Cao Đức ta đưa san thể ấm trong ngày tuyết rơi là Diệp Diệp đại thiếu. Hiền viên huynh đi theo chúng ta thật là chính xác rồi. Ba người nói chuyện một hồi, nói lên những tin đồn thú vị giữa vô sĩ. Hiền viên Quang chỉ cảm thấy Diệp Phúc và Tống Cao Đức hai người càng nói chuyện càng hợp, hận không thể lập tức thắp hương kết bái làm huynh đệ với hai người. Bỗng dầm một tiếng, trên không trung Lạc Vương thành đột nhiên xuất hiện mười mấy chữ vàng, lại có người dùng chân nguyên viết chữ trên không trung nói: Diệp Phúc, Diệp thiếu bảo, Tô Mạch Phong ở đây, lăn ra chịu chết đi. Ồ, đây là Âm Dương Tông Tô Mạch Phong Tô công tử khiêu chiến với Diệp thiếu bảo. Hiên Viên Quang thật thà chất phác cười nói: Ta đã thấy vị Tô công tử này tu vi cũng không kém, hắn là nho vu truyền nhân, nho vu chú ý âm dương, chú ý ngũ hành, chú ý thiên đạo. Tô công tử đã tu luyện tới dương thần kỳ, tam dương cảnh, thấp nhất cũng vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bước nhập vào tam thần cảnh, tiến vào hóa thần kỳ. Tuy nhiên hắn ngạo khí rất cao, quyết tâm tính toán tìm cho được thiên địa sát khí, vượt qua 9 lần sát khí tẩy lễ kìa. Tống Cao Đức liêu lưỡi cười nói: Thiên sát địa sát quý báu thế nào chứ, cái loại hùng mãnh này đừng nói là không tìm được dễ dàng, chính là tìm được thì sao, chỉ sợ cũng không có đủ năng lực mà vượt qua đâu. Hiên Viên Quang gật đầu trịnh trọng nói: Hey, quả thực là như thế. Tuy nhiên Tô công tử đích xác cũng rất lợi hại. Mắt trái của hắn là âm, chủ tử, mắt phải của hắn là dương, chủ sinh. Hai mắt mở ra liền có âm dương địa khí xóa nhỏ hết thấy. Hôm qua hắn nghe nói ta đi tới Lạc Vương thành liền hướng ta khiêu chiến. Cha ta nói cho ta đi ra bên ngoài không được tùy tiện cùng người tranh đấu, nếu như phải tranh đấu thì liền đem đối thủ mà đánh chết đi. Ta và hắn không thủ không oán, không tiện đánh chết liền chối từ. Hắn dừng lại một chút rồi cười nói: Nghe nói Hoàng Tuyển Ma Tông Diệp Thiếu Bảo cũng có loại thủ đoạn này, không biết ai mạnh hơn một chút đây. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn những chữ này cười nói: Nếu như Diệp Thiếu Bảo mà đi ngang qua nơi đây nhìn thấy những chữ này, hắn sẽ làm như không thấy đâu. Hiên Viên Quang nhấp nháy mắt cười nói: Hắn là lão ma đầu hung thần ác sát hành hành ngang ngược, nhìn thấy chữ của Tô công tử viết sao có thể không giận được. Nếu là lão ma đầu tâm cao khí thịnh, khẳng định sẽ không kìm nổi mà ra tay.
thậm chí nó không chừng sẽ tàn sát hàng loạt dân chúng trong tay huyết tẩy lạc vương thành một lần đấy chứ. Tống Cao Đức gật đầu nói, phải, lấy tính tình của lão bao đầu kia khẳng định là sẽ làm ra loại chuyện người oán trách như vậy. Diệp Húc có chút vô tội thở dài, tuy rằng hắn có chút tâm cao khí thịnh nhưng cũng không vì một hàng chữ này mà nổi giận, bên ngoài đã có chút yêu ma hóa hắn rồi. Đột nhiên chỉ nghe thấy thanh âm ồn ào truyền tới, có người hô to nói, Nguyên Thủy Thánh Tông Tần Tiên Tử tới. Ồ, Tần Tiên Tử vì đối phó với Diệp Lão Ma mà tới, mọi người mau đi xem một chút đi, nhất định phải thấy phương dung của nàng. Đám người hiếu động chen chúc đi về phía trước. Hiên Viên Quang ánh mắt sáng lên, một tay kéo lấy tay Diệp Húc, một tay bắt lấy Tống Cao Đức, cũng ra sức chen chúc qua rồi cười nói, Tần Tiên Tử chính xác là mỹ nhân xếp trước ba của chính đạo ta, nàng tên là Tần Khả Khanh, đã đính hôn với Úc Khánh Sơn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tuy rằng chưa xuất giá thế nhưng quan hệ của hai người tốt lắm. Nguyên Thủy Thánh Tông tông chủ nói, nếu như Úc Khánh Sơn có thể tu tới tam thần cảnh liền có thể cưới Tần Tiên Tử làm vợ. Đáng tiếc Úc Khánh Sơn còn chưa trưởng thành được, đã bị Diệp Húc, Diệp Lão Ma đầu kia làm thịt rồi. Tần Tiên Tử này nhất định là tới báo thù cho Úc Khánh Sơn rồi. Ồ, lão đệ, Diệp Húc lão ma đầu kia đúng là kẻ có thủ khắp thiên hạ phải không? Tống Cao Đức hướng Diệp Húc nhấp nháy mắt cười ha ha nói, hiện giờ hôn thê người ta cũng đã tới đây rồi kia kìa. Diệp Húc còn bực không ngừng, Hiên Viên Quang cười nói, Thính Phú Hiên là sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông, Tần Tiên Tử khẳng định sẽ giáng lâm Thính Phú Hiên, chúng ta lách qua đó trước đi. Diệp Húc và Tống Cao Đức đi theo hắn theo một con đường nhỏ tiến về phía trước. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng nhạc mừng. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, mùi thơm lạ lùng trải khắp không trung. Có một tòa lô bồng chậm rãi rớt xuống. Trong tòa lô bồng kia, 6-7 thiếu nữ giống như tiên tử, thái độ phóng khoáng, xinh đẹp vô cùng, vờn quanh một thiếu nữ trẻ tuổi mang khăn che mặt. Nàng mặc áo trắng mỏng như lụa mỏng, thân hình yểu điệu, tuy rằng không thấy rõ bộ mặt của nàng nhưng làm cho người ta nhìn thấy rõ là nàng ôm trong lòng một cái đàn cổ, nhẹ nhàng kích thích huyền cầm, thanh âm thùng thùng rung động. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 79 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và Khánh Duy cũng xin thông báo, ngày hôm nay tập 79 cũng là tập duy nhất của ngày hôm nay. Khánh Duy từ hôm qua nay là uống rượu lễ mặt, rất đông khách, phải tiếp khách rất đông khách nên là rất là mệt. Tình trạng là rất là mệt mỏi, không có tinh thần đọc, thật sự là không có tinh thần học và không có hơi đọc, mà đọc sợ nó hỏng chuyện, mọi người thông cảm. Thì mai Khánh Duy sẽ đọc lại. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.